cảm nhận của học sinh và các bậc phụ huynh về học văn chị Hiên và buổi lễ khai trương. Lựa chọn tham gia cái sự kiện học văn chị Hiên thì thực ra là chị cũng đã biết đến học văn chị Hiên qua mạng rồi, qua các bậc phụ huynh giới thiệu, chị cũng có con đang trong buổi tuổi học văn đấy, nên là cũng muốn tìm hiểu xem cái chỗ nào phù hợp để cho các bạn ấy học cái bộ môn này. Nên tham quan những cái phòng học của các con thì chị thấy cũng được trang trí rất là đẹp, cũng rất là thoải mái để các con có một cái không gian học vừa tiện nghi vừa thoải mái. Thì cũng chúc trung tâm là có nhiều hơn nữa những cái bậc phụ huynh tin tưởng và gửi gắm con em mình để trao dồi kiến thức về bộ môn văn cho các con được tốt hơn trong cái hành trình phía trước. Những quầy trưng bày sách đấy thì sẽ giúp mọi người hiểu sâu thêm về các cái sản phẩm của trung tâm, cũng như là giúp mọi người nâng cao các cái kiến thức về văn học, em thấy rất là phù hợp. Em cảm thấy rất là vui bởi vì được đóng góp một phần trong buổi khai trương học văn chị Hiên ngày hôm nay, và em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến chị Hiên bởi vì đã cho em cơ hội để có thể tham dự chương trình ngày hôm nay. Em đã từng rất chật vật trong môn văn, nhưng mà từ đến lúc học văn chị Hiên thì em có động lực để học thêm môn văn một cách nhiều hơn. Em chọn học văn chị Hiên làm điểm dừng chân là bởi vì cách giảng dạy của chị Hiên rất là phù hợp với cách mà em tiếp thu bài giảng. Em cảm thấy chị Hiên giảng thực sự rất là hay và em có thêm nhiều động lực để học môn văn hơn ạ.